Xin kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thị trường giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Chú quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật thị trường giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng đang biến động nhẹ. Hôm nay thì nhìn chung là cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Đầu tiên là tình giá thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì lô 1 giai đoạn ở mức từ 25 đến 26.000, lô 2 giai đoạn từ 20 đến 21.000, lô 3 giao động từ 15.000, lô 4 giao động từ 10.000 đến 11.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng dạt đang giao động ở mức từ 13 đến 14.000 đồng ký. Tùy theo từng nơi, đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, giá này là giá cập nhật tại dựa. Xin nhắc lại, đây là giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, giá cập nhật tại dựa. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3.000 đồng ký. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 27 đến 29.000, hàng sàn dao động từ 24 đến 26.000, còn hàng dạt thì dao động ở mức từ 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Thì theo từng nơi, đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Còn tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận thì vào đẹp dao động từ 26, 27, 28, vào sàn thì 24, 25, 26. Hàng dạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì dao động mức từ 13 đến 15.000 đồng một ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại dựa. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì lô 1 dao động mức từ 25.000, lô 2 là 20, lô 3 là 15.000. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng dạt đang dao động ở mức từ 13 đến 14.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn luôn thành công.